Về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục đã nỗ lực phấn đấu triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đã đạt được của ngành giáo dục trong thời gian qua. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người. Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy, lãnh đạo, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Quyết Tiến long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2019-2020. Trong không khí của thu lịch sử, cả đất nước Việt Nam vừa tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ kính yêu. Hòa trong niềm vui của cả dân tộc, các học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Quyết Tiến hân hoan náo nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới, ngày lễ quan trọng đánh dấu mở đầu một năm học mới, hứa hẹn biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc của cuộc đời học sinh. Thay mặt cho nhà trường, tôi xin chào mừng các vị đại biểu, khách quý, đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã, các vị đại biểu, thay mặt cho các bậc phụ huynh học sinh của nhà trường đã về dự buổi lễ quan trọng này. Sự hiện diện của các vị đại biểu làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm, long trọng và biểu hiện cho sự quan tâm đặc biệt tới trường tiểu học và trung học cơ sở Tá Nhà, là nguồn động viên cổ vũ cho thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới với một kỳ thi mới và thắng lợi mới. Các ban ngành đoàn thể địa phương hãy tiếp tục quan tâm giúp đỡ nhà trường xây dựng môi trường tốt nhất với phương châm hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo và toàn thể các con học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc cùng đón chào năm học mới với tinh thần mới, thành công mới. Tôi xin tuyên bố nổi trống khai giảng năm học 2019-2020. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã xin trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng các cháu học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở lời chào mừng nồng nhiệt nhất cùng với lời chúc tốt đẹp nhất năm học mới, giành nhiều thắng lợi mới. Chẳng vỡ đường.